Hello anh em, hôm nay là ngày cuối cùng mấy anh em mình ở ngoài Hà Nội. Xíu trưa là mấy anh em mình ra sân bay di chuyển về Bình Định nha. Bây giờ anh Tuấn sẽ di chuyển mấy anh em mình qua quán làm xe điếu để anh em mình thưởng thức. Chuẩn bị trước hàng đó, điện nước đầy đủ nè. Anh em mình chuẩn bị máy mực đầy đủ nha. Này là ngày cuối cùng, hôm nay mấy anh em đi cũng đuối quá. Cũng may anh em mình còn đúng một xíu, anh gửi cho nhà anh Tuấn mà cuối cùng cũng lấy luôn. Về là chuyển anh để chai mấy mực mấy đục lại đâu. Có chai mấy đêm nữa. Hôm nay mấy đục ngày hôm qua mà mình ăn rau muống cho mấy đục. Quên rồi. Nhất nách luôn. Hôm nay cũng thật sự là đuối luôn anh em ơi. Đuối là đuối ngày hôm qua đâu. Nhưng mà hôm mình nghĩ phải là hôm nay mà. Đúng rồi. Ủa mày nhậu nữa chắc nó xem luôn á. Giờ mình di chuyển qua địa chỉ là 18 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy nha anh em. Định là anh em đứng ở phê sáng lại về luôn. Nhưng mà anh Tuấn kêu anh em có thích qua nãy anh Tuấn phi qua luôn là đi bài luôn. Hợp lý luôn. Đã hẹn trước rồi mà. Giờ sáng anh em mình qua đổ vô là dứt thôi. Làm chát à? Đúng rồi. Mong chờ cái cú đấy lắm á. Đi ra đội lên được chợ phiên và thử cái làm xe điếu chấm cái mắm mật của anh em mình. Ngon rồi anh em mình let go thôi. Go. Nghỉ ngồi trước đi. Xe si si đây đâu có xe đâu mà. Em biết anh em có chơi đặc sản Hà Nội có xe không? Cho Vũ vô gà luôn. Rồi đây thôi anh em ơi. Rồi anh em mình đã tới lòng chắc quán nha anh em ơi. 18 Trần Thái Tông nha. Hôm nay thông cảm nha cái vị thì mấy chú đang làm đường. Hôm nay thì sẽ cho anh em thưởng thức món lòng xe điếu chấm với nước mắm mực. Nghe đầu anh hôm nay có lòng xe máy hả? Hôm nay có lòng xe trâu luôn. Xe trâu. Lòng xe tăng. Đây đoạn đường này đang sửa. Thôi anh em mình vào trong nhà. Dạ. Okay. Đẹp mà. Tạm thời đây vừa hôm qua phải cho làm cái bể chứa ở ngoài này. Lòng xe tu lại nó mới đẹp được. Đúng rồi. Quán mình bình thường ấy thì 10 giờ bắt đầu mới đón khách. Thì anh không bán buổi sáng. Anh em đến thì là coi như là anh em gọi là bao tầng 1 luôn. Là được yêu ái đúng không? Đây, tí nữa anh em ngồi lên tầng 1 nhá. Ở đây thì sẽ có 4 tầng. Đón khách tầng 1, tầng 3 và tầng 4. Còn tầng 2 sẽ là bếp. Đây, tí anh em mình ngồi tầng 1 luôn nhá. Đây, còn bây giờ mời anh em lên bếp để chặt mấy mét lòng xe điếu xuống. Rồi, ý tính nhờ. Kiểm tình hình nào. Đây, bây giờ chuẩn bị lên bếp luôn. Đây, bên này mình lên luôn. Đấy, nhưng mà anh em ngồi đây là cốc trà thôi. Là lấy anh ơi, âu trà luôn. Đấy, thế là sáng giờ là trước cửa nó mưa nó bẩn. À đúng rồi. Loanh quanh cứ đi ra, quét vào, lau ra, lau vào. Đây hôm nay sẽ mọi người sẽ chấm thử nước mắm ốc thần thánh của Thế Lòng Xe Điếu và chấm với lại nước mắm mực của Sơn Dược Vlog. Ok. Xem tình hình hôm nay cái đấy thì cũng pha vừa tí nữa cho thêm mắc và nữa là quánh chén đó. Nói chung là ăn thì nó cũng dạng của anh Hải nhưng mà đúng rồi cho thêm tí ốc vào nữa đúng không? Cái này tí cho thêm thử tí mắm mực của tình hình nào. Dạ. Lâm ơi, cái này vậy cho anh thêm nước mắm nguyên chất vào chưa đấy? Rồi cho chưa? Trong anh em mình qua hơi sớm này bếp cũng tranh thủ làm chứ anh em mình được yêu quán xíu nha. Mà anh em cũng phải qua để còn về quê. Dạ đúng rồi. Mấy giờ là mọi người về nhỉ? 1 giờ bay. 1 giờ bay thế tầm 11 giờ. 11 giờ hơn một tí đi ra là đẹp đúng không? Cho em cũng check in luôn rồi. Đấy, cũng cứ check in ở trên online luôn rồi đúng không? 11 giờ 15 ở đây ra đấy. Đúng rồi đúng không? 45 phút. Đi đây khoảng tầm 45 phút nhưng mà mình cứ đi dư một tí. Dạ đúng rồi. Tại vì hôm nay thời tiết mưa này cũng khả năng tắc đường. Con Ngọc à? Dứt luôn là càng đổ là. Vâng. Còn em thì cũng may mắn được nhiều anh chị thưởng thức. Dạ. Ngoài kia có chú Quyền Linh này, có Sắc Bình hay là Vân Dung hay là Quỳnh Búp Bê các thứ là cũng ghé qua thưởng thức. Anh em cũng theo dõi quán làm chát của mình rất nhiều. Hôm nay mới có hôm nay thưởng thức em lòng xe điếu liệu nó có giòn không, nhưng mà trước khi ăn thì hỏi qua anh em tí xem mà anh em nào răng đang bị lung lay không. Nhưng mà răng nào mà đang lung lay thì để biết được. Để biết được không là lòng ở lại răng đi rồi là to. Ủa nó dài lắm sao vậy? Tí nữa ăn chắc biết. Nhưng mà lòng thì đang có một phần ở trên nhà nó khoảng tầm 7 điểm.
Còn một mối thì đang giao đến nó khoảng tầm 8 điểm rưỡi đến 9 điểm. Wow. Nên là hôm nay thì anh em sẽ được thưởng thức lòng khoảng tầm 8 điểm rưỡi đến 9 điểm. Wow, ấy tính nha. Đấy, và nó có một cái nữa là với cái bộ môn lòng xe điếu này, trong trường hợp mà anh em có đăng bài thì cũng báo với mọi người luôn, giúp cửa hàng là không phải hôm nào cũng có. Đấy, và mỗi hôm thì sẽ có những cái loại khác nhau. Yeah. Có hôm loại 1, có hôm loại xe điếu, có hôm loại xe máy, có hôm loại xe khít, có hôm loại xe trâu. Thì tí nữa thì lòng đến nơi thì mình mới biết loại gì, định vị được nó là loại gì. Em ấy là em thích loại xe khít. Loại xe khít à? Dạ. Yeah. Thế thì nói chung là nó có một cái là với cái lòng xe điếu này ấy, thì quan trọng nhất là cái độ dày của thành ấy. Yeah. Nó sẽ có hai lớp thành. Lớp thành trắng ở ngoài mà dày ấy thì ăn nó sẽ giòn. Còn lớp thành hoa ở bên trong nó dày ấy thì là ăn nó sẽ ngọt. Đấy, nên là đôi khi mà nó không cần khít nhưng mà hai thành nó vừa, hai thành nó đều dày ấy thì ăn nó vừa giòn vừa ngon. Đấy, còn khi mà xe khít thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ hấp dẫn hơn. Hai cái nào cũng xe khít thì nó sẽ đẹp hơn. Đúng không? Xe khít nó đẹp hơn. Đấy, như mọi người thấy ngon đến mấy nhưng mà nó phải đẹp. Dạ đúng rồi. Giống như ở hoa quả thôi, hoa quả hay là con tôm hùm thôi, nó bị gãy cái râu rồi là giá trị có khi đã xuống một lửa rồi. Dạ đúng rồi. Đấy, còn về lòng xe điếu thì cũng chia sẻ với mọi người là ở ngoài Hà Nội ấy thì giá nó khá cao. Yeah. Tại vì nguồn cung thì nó không có nhiều mà nhu cầu thì rất là cao. Nên là các cái thương lái người ta đẩy giá lên khá là cao. À, cho hỏi thế à. Ví dụ như lượng này là người ta sẽ có tầm là cái vựa riêng của em ấy, cái chỗ mối riêng của em mới có là này. Một ngày người ta sẽ phải mấy trăm con mới có được cái bộ lòng. Thực ra ấy thì cũng không có một con số chính xác là mổ bao nhiêu con thì có bộ lòng xe điếu, mà nó tùy từng đàn. Thật sự đàn là mà lợn ở trong miền Nam nuôi trang trại ra thì có khi cả tuần không có. Đấy, còn đàn nào mà người ta nuôi lấy được lợn của các cái khu vực mà miền núi, người ta nuôi ăn uống dân dã, ăn rau ăn cỏ, nuôi lâu năm ấy thì nó sẽ có. Quê bên mình hình như là không có cái này luôn nhỉ. Không thấy luôn à. Nói chung ấy là mọi người rất ít khi thấy. Tại vì khi mà có ấy, thì thường người ta sẽ giao cho các mô hình nhà hàng lớn. Nó sẽ rất ít khi ra đến chợ. Đấy, còn giả sử như ở quanh đây có các khu chợ Nghĩa Tân, bộ lòng nào mà ra chợ Nghĩa Tân thì khả năng cao là có vấn đề. Tại vì nếu mà nó ngon ấy thì các mối người ta đã vớt trước rồi. Rồi. Đấy, nên đấy lý do vì sao mà có những anh em bảo là năm nay đến 70 tuổi rồi mà chưa thấy bộ lòng xe điếu. 70 tuổi. Ta như là Thái đúng không? À, dạ. Thế mà mai mốt có thể nghiên cứu cái kiểu gì mà mình nhìn một phát mà biết con heo có lòng xe điếu không? Ta đang bảo mua một cái máy xương. Con lợn nào mà có lòng xe điếu thì là mua con lợn đấy về lấy bộ lòng thôi, còn thịt lợn thì là sẽ đem đi bán rẻ. 3 triệu đi mua lòng. 3 triệu một cái, tầm tầm. Thực ra ấy nó có một cái là nó trong một bộ lòng ấy thì nó có những cái bộ nó khoảng tầm 2 cân, bộ 3 cân, bộ 4 cân. Trong cái bộ 4 cân đấy nó sẽ chỉ được một phần loại ngon thì giá là có thể là 3 triệu. Thế còn đâu thì có thể là xuống 1,5 triệu, có khi là cái phần mỏng ấy là ra thập cẩm. Đấy, với cả là khi mà mình làm về cái mảng lòng xe điếu nó rất là rủi ro. Vì nó có tỷ lệ ung đắng khá là cao trong trường hợp mà chúng ta không kiểm kỹ ấy. Về đây như ở trên mạng xã hội lúc nào thấy lòng xe điếu nó cũng bảo hành lòng luôn, trong trường hợp lòng bị ung bị đắng là khách hàng mà ăn miếng nào bị đắng là đền miếng đấy. Đấy nên là rủi ro nó cao. Ở quê mình hơi đắng xíu là ngon đó. Thường nhăn nhắn xíu là ngon. Thực ra ấy, nó có một cái là theo thói quen của mình ăn lòng đắng thì mình thấy nó ngon, nhưng mà khi mình bỏ ra một số tiền lớn mà mình ăn miếng lòng đắng thì mình cảm thấy là nó không xứng đáng. Đúng rồi, và trong trường hợp mà lòng hơi đắng mà mình ăn nó rẻ như lòng bình thường ấy thì nó vẫn ngon, nó cũng dày, nó cũng giòn. Nhưng mà để bỏ ra 300.000 cho một lạng lòng đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bỏ. Đúng rồi. Đấy là lý do vì sao mà với cả là nó có một cái nữa là như ở khách sành Hà Nội thì người ta ngại ăn đắng. Còn như anh em mình hay là có những khách đến ăn nõn đuôi nó phải mùi một tí cơ. Thì nó mới ngon. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta đã từng ăn nõn đuôi nó không mùi rồi mà chúng ta ăn nõn đuôi nó mùi ấy, thì chúng ta sẽ ghê. Thế còn trong trường hợp bình thường mà chúng ta ăn nó vẫn mùi như thế thì nó đã quen rồi thì chúng ta cũng thấy bình thường thôi. Đấy, nên là ở Hà Nội thì rất nhiều quán lòng và gần như quán nào cũng đông khách. Nhưng mỗi quán thì sẽ có những cái phân khúc khách hàng riêng. Thế còn lòng chát thì đi theo một cái nhánh nó hơi khác một tí. Chát là chất. Đấy, chát là đắt. Không, thực ra thì cái tên chát này thì cũng nhiều anh em chưa biết. Đó là ở cửa hàng này ấy, thì em với lại chị chát là làm cùng nhau. Có nghĩa là chị là sinh ra trong gia đình bố là trai trưởng. Mẹ chị thì bán lòng từ những năm 90 ở trên ngõ chợ cơ. Đấy, sau đấy thì 2015 thì mở lên tiêu chuẩn nhà hàng. Đấy, nhà chị thì gia đình thì đầu tiên là có hai chị gái rồi. Bà nội với lại mẹ rất là muốn có một người con trai để nối dõi dòng họ. Thế cuối cùng là đẻ cố rồi cuối cùng ra lại chị gái. Nên là đặt đôi tên là chát, nghĩa là chua chát ấy.
Đấy, sau đấy thì mở quán thì cũng không biết đặt tên như thế nào, phân vân giữa nhiều cái tên thì đặt luôn là tên là Chat luôn. Và Chat cũng hay á. Đấy, tên Chat thì nó cũng định hình thương hiệu. Đấy, thì như giá này cũng khá cao, nhưng mà mình chú trọng đến là chất lượng món ăn tươi ngon, không gian sạch sẽ, thoáng mát, dễ tìm. Đấy, và đặc biệt là các bạn nhân sự phục vụ chu đáo. Đấy, và giá thì ăn trung bình nó sẽ rơi khoảng tầm 200 đến 300 nghìn một người. Nó sẽ khả năng nó cũng cao so với món lòng thôi. Chứ còn để mà anh em ta đi ăn nhậu quán bia hay là quán lẩu nướng vỉa hè, bây giờ đứng dậy là cái bill cũng khoảng 200-300 nghìn một người rồi. Đúng rồi. Chứ ở quê thì không nói, nhưng ở Hà Nội thì hiện tại đang là như thế. Đấy, tí nữa thì anh em sẽ thưởng thức là xem ăn mỗi đầu người bây giờ một đi ăn một bữa khoảng tầm 200 đến 300 nghìn một người. Ăn đa dạng món, như 5 người ăn khoảng tầm 1-1.5 triệu. Tùy vào cái cách ăn của mình, và thực đơn ấy cũng nhiều món lắm. Nếu mà mình ăn theo hướng thông thường giống như các cái mô hình bên ngoài, và mọi người có thể làm một đĩa hấp. Đấy, sau đấy thì ăn cháo hoặc là ăn xào dưa xong ăn cháo đó, khoảng tầm 150-170. Lòng chát xào dưa hả? Lòng xào dưa thì nó lòng xào dưa 30k. Nhiều dưa ít lòng. Đấy, nói chung là đắt hay rẻ nó tùy thuộc vào cái cách ăn của mỗi người. Nếu trường hợp chúng ta ăn theo hướng thông thường như ở bên ngoài, ăn lòng sau đấy ăn cháo thì nó sẽ chỉ khoảng tầm 120-150. Đấy, còn trong trường hợp mà mọi người ăn theo cái hướng là chọn cái món ngon mọi người ăn ấy thì giá nó sẽ cao. Đấy, tại vì bọn em là bọn em có bán riêng các cái món ngon. Ở dưới khách thì ăn thêm trà, khi ăn thêm dạ dày, khi ăn thêm đoạn đuôi, hay khách thì ăn thêm bất cứ một cái món gì đấy, ăn thêm thì đều bán hết. Nên đấy là lý do vì sao mà bên em là giá nó cao, tại vì như vậy đấy. Địa chỉ thì bọn em có hai cơ sở nhá. Có hai cơ sở đâu? Vâng, cơ sở đây là cơ sở 2 là 18 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy. Còn có cơ sở 1 ở bên 64 Tô Thất Tùng của quận Đống Đa. Nó ngay ở gần chỗ viện Đào Y. Ở chỗ này cách quán bar là bao nhiêu km? Anh em biết đây, này. Đây, 17 xuống tỉnh ngay. 17 ngay bên này luôn. À sáng luôn. Cách khoảng tầm 500m. Ờ mai mốt rồi. Khách chơi mai xong về đó bụng ghé đây qua mà. Không, khách anh nhậu như là nhà say sưa ở đây xong sao ba chơi rồi đấy. Khuya không, có bán khuya không? Bọn em thì chỉ bán từ buổi chiều 5 giờ đến tầm 8 rưỡi là dừng nhận khách. Còn khách có thể ngồi muộn hơn đến tầm 10 giờ, 10 rưỡi. Đấy, nhưng mà nhậu nhà say sưa xong sau này chơi ba là đẹp. Quán bar thì khách thì 2-3 giờ. Không, ấy là ăn nhậu ở đây say sưa. Đúng rồi, xong rồi đi ba. Đúng rồi. Tại vì ở Bắc thì thường là mọi người sẽ ăn uống say sưa, sau đấy mới đi đi hát thì đi ba. Đúng rồi. Cái thực đơn của bên em khá đa dạng, có các món khai vị này, món chiên xào, món luộc. Bia rượu bình thường rồi đúng không? Đấy đúng rồi, bia rượu thì có. Nói chung là bên em thì bia rượu, đúng rồi. Rượu thì nói chung ấy là khách bên em tệp khách ăn thì ăn nhanh. Lượng uống rượu thì cũng không nhiều. Kiểu ăn ăn kiểu gia đình là nhiều đúng không? Đúng rồi. Nói chung là có uống nhưng mà không không đến mức say sưa. Không nhiều, nói chung không nhiều. Ăn nhanh, ăn là chủ yếu. Đang hồi hộp chờ làm cá, chờ luôn cái sao. Đấy, còn tiếp theo nha mọi người đến ấy, có nhiều khách đến là nhìn đĩa rau rồi là đã biết là chất lượng rồi. Hay là lọ giấm tỏi. Đấy mọi người. Đây rau này anh mọi người xem cái lá mũi đầu này sẽ phải vuốt từng lá. Thế là để mà tìm cái lá nó có đất thì là gần như không bao giờ có. Lá sâu, lá héo là đều đã được lọc hết. Anh em thấy dưới rau sạch sẽ không? Rất là mướt mát luôn. Làm cộng đồng hành này nhai rôm rộp rôm rộp luôn. Rôm rộp. Bây giờ mình ngồi mình đợi đây nhá, xong là bây giờ thì anh em sẽ lên bếp để thưởng thức mấy món ở trên bếp. Nhưng mà hôm nay đề xuất với mọi người là hôm nay mọi người sẽ ăn theo hướng ăn vụng. Giống như thế lòng xe điếu nhá. Nghĩa là lên trên đấy là có bát nước chấm ở đấy. Đồ trần lóng xong là anh em ta quán chén luôn. Giống như anh Hải anh đi chợ phiên ấy. Là trần xong lóng hổi quánh luôn. Xong rồi mình làm tô nháo ra là xong. Đúng rồi. Không, mình lên đấy ăn trước một lượt. Sau đấy làm vài món xong dưới này ngồi nhâm nhi thêm đây. Cốc trà nữa là đấy. Mình cầm hổng cái mực lên nữa là đấy, xong rồi chuyển luôn mắm mực lên luôn nhá. Dạ. Đây, hôm nay mời anh em Sơn Dược Vlog ăn hết một lồi này. Wow. Ở Sài Gòn. Đây, ở trong này sẽ có món dồi huyền thoại này. Cái món chàng trễ là cái món mà anh Hải Sapa TV rất là thích này. Bao tử nữa. Cái này thì khả năng anh Hải ăn khoảng tầm 3 miếng này. Đúng rồi, 3 miếng. Đấy, dạ dày này hay là nõn đuôi. Đấy, mọi người để ý nha, nõn đuôi bọn em chỉ lấy 45 phân thôi. Đấy, đó là mình sẽ chọn nguyên cái phần dày mình lấy. Cái phần mỏng thì mình không lấy. Đấy, còn cái món dồi này đang nóng hổi ông tí thái ra ăn. Wow. Thì gọi là ba phê luôn. Đấy, còn như dạ dày anh em nhìn này. Ăn chưa biết là ngon hay không nhưng mà sạch thì chắc chắn là sạch rồi. Dạ đúng rồi. Khi mà nhắc cái lòng Chat thì cái sạch chắc chắn là sạch. Đây, ngoài ra thì có cả
chấm sóng hay là thịt dài. Đây hôm nay thì chúng ta sẽ ăn tiệc đứng luôn, không bày biện xuống dưới nhà nữa. Thôi anh thế, Thái ơi, này các anh thế ơi. Ok luôn nhá. Rồi. Đầu bếp Duy Lêm ơi, đầu bếp Duy Lêm ơi. Ơi, ok. Wow. Rồi. Không nhờ món lòng này mà đang đói ăn thì thôi hết lướt chấm. Cái này bếp phê này. Wow. Đấy. Đây nhá. Trường sáng à. Coi thẳng anh thấy ơi. Đây. Wow. Phải đưa nó về đúng góc trung tâm. Tại vì anh em chúng ta ăn ngon rồi nhưng mà chúng ta phải làm sao để khán giả ăn ngon. Wow. Wow. Lòng xe điếu này nhá. Mẻ ra nhìn thấy. Mẻ sao luôn mọi người ạ. Ui dồi ôi. Hôm nay nhập được bộ lòng xe trâu luôn mọi người ạ. Xe trâu. Wow. Thành trong thành ngoài rất là dày. Kiểm tra lòng xe của mẹ ra. Ui dồi. Đây lòng xe điếu chặt đến luôn. Mẻ ra luôn mọi người ạ. Đấy, ăn thì không biết là có giòn không nhỉ? Anh thấy là quán anh là mấy hôm là đổi da một lần. Cái này thì là cứ hôm nào có vụ làm xe máy xe trâu là lại phải đổi một con da. Có làm phải đổi da không? Ok, đây đầu bếp Duy Lêm ơi, không để anh em phải đợi lâu nữa. Wow, đó cũng rồi. Anh em là đã ăn làm xe điếu bao giờ chưa nhỉ? Chưa lần nào luôn. Đấy, có mỗi anh ăn rồi đúng không? Ok, nhưng mà hỏi trước tí anh em răng miệng giờ này răng khỏe không? Không, anh thôi. Dạ, khỏe. Nếu mà răng mà không khỏe thì mọi người cẩn thận là răng đi lòng ở lại. Vũ, chế luôn em. Rồi, rớt mầm ra Vũ ơi. Rộng lòng à, nhìn hấp dẫn chưa? Wow, thầy bây giờ quá anh thấy ơi. Ê, xong hôm nay, đây. Ê, lòng ăn ngon thì phải có bát nước chấm ngon. Hôm nay ngoài nước chấm ốc thần thánh ra thì có thêm cả nước mắm mực cho mọi người nhá. Đấy, mắm mực đâu mọi người? Mắm mực đây. Đây đâu rồi? Mắm mực đây là đó. Chồng ra rồi chứ đang quay mà. Ôi. À Duy ơi, ra anh nước vào Duy ơi. Chan nước mắm vào Duy ơi. Đây mắm mực anh em mình ơi. Đây, nước mắm mực rồi. Wow. Thấy bảo nước mắm mực này với lòng thì không biết tình hình thế nào nữa. Cho cái ốc heo vô cũng ngon lắm đó. Wow, anh em à. À, thế là ốc heo ý là phải thêm một lửa ốc heo ở đây đúng không? Wow, bốc khói. Nào mọi người ơi, hôm nay để xem là nước chấm ốc heo với nước chấm mắm mực thì cái loại nào sẽ phù hợp hơn với lòng xe điếu nhá. Nhưng mà em nghĩ là kiểu gì nó cũng sẽ ngon thôi. Nước chấm nào cũng ngon. Wow, anh ấy ơi, cho em mét dồi anh ấy ơi. Mét dồi à? Dạ. Ok luôn. Mắm mực xong chưa nhỉ? Nước mắm mực xong chưa nhỉ? Rồi, xong rồi. Rồi. Nói anh em giờ vậy không biết gì cái chế là xong luôn. Rồi. Wow. Anh ấy gặp mơm. Cái dồi là cái khác dồi mình ấy. Đúng rồi. Cái dồi này thì ít nơi có. Ê, xét cái dài. Đó. Mấy mét nhờ. Đúng. Đó. Đúng gặp mơm. Còn như này nhá. Rồi. Đói bụng quá. Ui ôi. Wow. Rồi, anh em vào đi, anh em vào đi, anh em vào thưởng thức đi, anh em vào thưởng thức đi. Mình làm luôn. Làm luôn được chưa? Để thấy cắt thêm vài phát nữa. À, anh em mỗi người một đôi đũa chấm bóc tay luôn. Bóc tay luôn. Mình đang nằm xíu trước này là cái dồi cái dồi đi. Là mình dồi đi, tại vì anh em đang đói. Rồi à. Dồi luôn anh. Anh Tuấn ơi. Ủa. Mời anh em nhá. Chấm cái mắm nhà hàng trước nè. Mắm nhà hàng. Chiên ở nhà hàng đúng không? Vâng. Mắm này nó không đậm lắm nên anh em chưa chấm sâu tí. Phải em. À đây anh thả đây đi em vớt hộ cho. Anh thả đây để đó. Wow. Toàn à, luôn cái thìa. Đây rất nhiều thìa, rất nhiều thìa. Thìa luôn. Quyết rồi tất cả anh em nhé. Ơi. Nó quyết mà. Ôi giời, nhưng mà Thái miếng này lớn to. Mời anh em nhá. Mời anh em nhá. Rồi là ngon, mềm, mịn, ngon, ăn được. Anh vô, nhào vô làm cái nữa nè. Chị điếu đi, Chị, vô luôn. Ờ chị em vào đi chị. Nào xe điếu chấm mắm mực trước nhá. Rồi. Bao nhiêu người nhỉ? 1, 2, 3. Rồi anh em oánh đi. Nào thử chấm lần đầu chấm mắm mực. Gặp nó khó đấy, nhức luôn đi. À mọi người. Anh Tuấn ơi, đúng anh Tuấn ơi. Xe điếu chấm mắm mực nhá mọi người nhá. Giờ anh Tuấn ơi, anh Tuấn làm bác anh Tuấn ơi. Anh Tuấn ơi. Đây lần đầu tiên khai sáng đúng không? À. Ra cái món này đúng không? Anh Tuấn ơi. Chấm món này anh Tuấn ơi. Cái nào làm xịn đâu, làm xịn là cái nào? Đó. Mời tất cả anh em. Cái nào cũng xịn. Chấm mắm mực hợp dã man luôn. Hợp không? Mọi người chấm thử xem. À. Thế nào? Rau vô, cho rau vô. Sao Tuấn? Hổ không? Sự kết hợp hoàn hảo. À. Nhưng mà thật sự luôn, xe điếu chấm mắm mực. Đẳng cấp luôn. Đánh luôn hả? Ê, sáu giòn á. Giòn, giòn mà kêu tiếng nghe luôn mà. Giòn sốt sốt luôn đúng không? Wow. Xứng đáng à.
chúng ta lòng, lòng xe điếu của lòng chát của Thế thì không phải bàn nữa rồi, đâu không muốn khen quá nhiều rồi. Đấy, cho nên là nếu ai muốn thử cách là đấy trực tiếp thôi. Rồi, đây. Anh em mỗi người làm vài miếng lòng đấy, xong tiếp theo. Đấy, quả này đây. Ăn này thì ăn theo order nhá. Chàng này ai ai đăng ký nhỉ, để em biết được đây. Ôi giời, đăng ký hết. Lớp ông à? To to tí nhá. Ui, đó. Đấy, để giúp những ai. Đó, giúp em nước ơi. Mắc đi. Nhưng mà công nhận là chấm cái lượng mắm mực nó hợp luôn đấy. Nó hợp luôn đấy. Nào, ăn miếng này nào. Làm luôn. Luộc lúa. Chấm cả cái nước chấm của anh thế là nữa nào. Đây đây đây, anh mồi luôn đây rồi. Món này nha. Quá phê luôn. À, anh tay ăn quả này này, đoạn này. À, ngon. Cái món con Thế nè, phải chơi vậy nè. Đó. Sẽ điếu vào đây. Nhưng mà chấm mắm mực ngon chưa? Đây được anh thấy. Từ. Đó, anh em đó. Nhưng mà ăn này, ăn uống kiểu này như là ngon gấp 3 lần sao? Ăn đây còn ăn vụng mà. Ngồi bàn ăn vụng, ăn vụng. Ăn nhập với đã. Con nước này cũng cực kỳ ngon à. Chua. Đây, tiếp theo là anh em cũng phải chia sẻ với anh em là riêng ăn cái bộ một lòng nhá. Anh em tuyệt đối là không mua nguyên lòng xe điếu. Về nhai 10 miếng lòng xe điếu ăn nó sẽ không bao giờ ngon. Mà chúng ta làm miếng lòng xe điếu ấy, làm miếng tràng, làm miếng dạ, làm miếng dồi, làm miếng gan, sau đấy lại tiếp tục làm miếng xe điếu. Ăn như vậy nó cân bằng giữa các vị thì nó sẽ rất là ok. Còn đây nhai 10 miếng xe điếu xong thì mỏi hết cả hàng. Đúng rồi. Hàng quá ngon. Đây, tiếp theo là anh em sẽ làm miếng dạ dày nhá. Không. Miếng dạ dày này. Dồi quán làm cực kỳ đỉnh luôn à. Miếng dạ dày ăn kiểu này. Đây, kèm cho tí mũi đầu, anh làm miếng dạ dày đi. Đây đây đây, múc. Đấy, anh em ăn dạ dày, anh em chú ý thái to tí nhá. Đấy, nó giống như một cái thìa ấy. Đấy, cho vào. Đó, ngâm mơ vô mặt. Rồi, mở đây nhá. Không, lắm. Nhưng mà công nhận ăn kiểu này sướng nhỉ. Đây là miếng dạ dày này. Tao, rồi, em. Đây. Ăn cả nhá. Nóng hổi luôn. Ê, cái nguyên miếng này mà nó không dai sao mà chơi nguyên miếng được hay vậy? Đấy, ăn thử xem có dai không? Không dai. Giòn thật luôn. Chịu nguyên luôn nghe, không dai phải không? Giòn ngon mềm. Sao mắc khổ quá nha. Mắc sao được. Dai không? Nóng giòn mà. Đấy, dạ dày ấy thì cũng chia sẻ với mọi người một tí là dạ dày hay nó đuôi. Bọn em luộc là 40 đến 45 phút nó mới đạt cái độ giòn như này. Tại vì mọi người ăn ở bên ngoài thường mọi người sẽ thường các quán sẽ luộc để chín thôi. Nó sẽ rơi khoảng 10 đến 15 phút. Đấy, còn như em thì em luộc lâu thì ăn nó có bị mềm không? Có mềm không? Mềm. Không nhai. Có bị mềm không? Có giòn không? Còn giòn không? Giòn sẽ rơi. Vừa giòn mà vừa mềm. Đây mọi người nhá, chấm thử mắm mực em nào. Không nhai. Thế đó vậy? Chị Minh, qua đây luôn. Thế đó vậy? Đây chị vào làm miếng lòng xe điếu. À chị Minh làm miếng làm xe điếu đi. Mình cũng hay hướng được mấy món này đó hả? Kinh nghiệm lắm á. Không phải ăn lòng thì em không đi đâu. Vậy chị làm miếng xe dạ dày ngon lắm. Hay miếng lòng xe điếu. Để chị xíu đi. Đang buồn ngủ mà nghe làm xíu đi. Vợ anh hôm nay là đang bảo là nằm ngủ nhưng mà nghe nhắc thì cũng bảo là lên. Đây đây chị nghe ăn thử. Ăn thế ăn lòng xe điếu quá là bật dậy bảo cho em đi với. Chị ăn thử xem nó có giòn không. Chấm cái nào cũng được vậy. Chấm nước mắm nhà hàng. Thôi chấm nước mắm nhà hàng trước nha. Cái nước mắm này thì em sẽ pha nó hơi nhạt một tí để mọi người có thể chấm ngập luôn. Đậm thoải mái. Giòn à? Giòn, dạ mà. Đây, tí nữa chị làm miếng dạ dày nhá. Em thái sẵn sàng chi miếng dạ dày rồi. Không, ăn miếng nữa đã. Đây, xong đấy là chị làm miếng dồi. Ngon cực kỳ luôn. Mập nhập vô, đi bài. Nhưng mà em phải công nhận là chấm cái mắm mực nó ngon thật luôn. Dạ đúng không? Nó đậm hơn. Nó xinh ra đây cho nhau á. Đây, sau đấy là chị làm miếng dồi nhá. Rồi. Món này nào? Món này món gì em thấy? Món này món lòng rán. Wow. Đấy bao gồm nón đuôi chiên ở đây, cái món nón đuôi chiên này. Món chiên đúng không? Đúng kìa. Wow. Món này thì đang ăn lòng. Đang ăn lòng. Thêm mấy miếng nhỉ? Mấy miếng nhiều anh nhỉ? Mấy. Nói chung là ở bên chỗ anh thì rất nhiều món. Đấy, đúng rồi. Đấy, chỉ cho mọi người một cách ăn nhá. Ăn nón đuôi là ăn một miếng thì ngon, nhưng mà ăn hai miếng thì lại gấp đôi. Ngon gấp đôi. Đấy, chị thử miếng dạ dày nào. Anh ăn cái nón đuôi ngon. Này ngon mà, cái này ngon. Wow. Cái nào ngon giống nhau. Đây, cái đấy. Nón đuôi này. Đây rồi, ăn cái này trước đây. Đỉnh nha. Giờ không bị dai đúng không chị?
Không. Đưa ngay này, vô nè. Vô nè. Ui giời ơi. Chị Minh, cái lòng xe điếu đỉnh không? Không. Bạn này phải giúp ăn từng phần. Ăn từng phần. À. Đấy, tiếp theo là anh em làm miếng ngọn đuôi. Ăn cái dồi ngon vậy? Ngon rồi, ăn cái này chưa? Cực ngon. Vừa ăn rồi. Cái dồi tan trong miệng luôn. Đây, sau đấy anh em làm miếng đoạn cuối của tình yêu nhá. Rồi. Anh nhìn đoạn cuối tình yêu này, dày cự luôn này. Wow. Thì dày cự nhá, bóc hết mỡ, sơ chế sạch sẽ. Ăn không hề bị hôi, không hề bị dai nhá. Luôn. Đấy, làm luôn đây anh em làm múc đi, anh em làm múc đi, múc như này này. Nhưng mà bình thường á, như chị ăn làm rất là bị dồi, bị huyết, nó bị khô. Đây giòn không? Với lại là nó bị nhiều mỡ, ăn cái bị dai. Đây ra thường nhà Long Cát rồi đây. Không, nhưng mà ý là bình thường làm vợ, trong ấy vợ rất ít ăn dồi luôn. Bao nhiêu thời gian mới làm được món dồi này? Dồi ấy, mà đầy dồi ngon. Thực ra ấy, là cái món dồi của bên em là một trong những món gây rất nhiều tranh cãi. Tại vì ăn cái món này thì nó sẽ thiên kiểu thưởng thức cảm nhận thôi. Ăn cái tiết nó mềm mềm mướt mướt, xong một xíu béo của mỡ, xong một xíu thơm của rau. Ăn nó rất là kiểu nhẹ nhàng, chứ nó không theo hướng là béo ngậy. Ta ăn giòn à? Rồi. Cực kỳ ngon. Ngon quá. Chị sau đấy thì chị làm miếng nọn đuôi nhá. Chị ăn nọn đuôi thử xem là rất nhiều khách không ăn được nọn đuôi nhưng mà đến chỗ anh lại ăn được. Không, nọn đuôi tại vì ăn nó không bị hôi. Không bị hôi đúng không? Và nó không bị dai. À, đúng rồi. Đây là không ăn. Đây, không ăn nọn đuôi, ăn thử cho nào, ăn thử nọn đuôi nào. Có dai không? Tuyệt vời các bạn. Không dai. Vì vậy. Có hôi không? Không hôi nhưng mà cũng không bị béo. Đúng rồi. Đấy, nó là sự khác biệt đấy. Tại vì bọn em bóc hết mỡ đi. Tại vì cái mỡ đấy nó làm là ăn cái miếng nó rất bị ngấy. Đây là thành phần không ăn đóng đuôi. Thế chiều này mới thế. Dạ. Đây. Đây là món lòng xe điếu ăn kèm với bún lá, thêm tí mắm mực, nhưng mà rồi ăn mắm mực mãi rồi đây để thử xem nào. Em biết không nữa anh thấy rồi. Anh Vũ nó suýt đó rồi. Mời anh em nhá. Ngập mồm nữa rồi. Hợp không? Mắm mực hợp không? Ai mà đam mê món mắm tôm ấy thì nhất định phải thử thêm món mắm mực ạ. Tại vì ăn cái mắm mực rồi nhá, đầu tiên ai cũng nghĩ là nó sẽ rất là bị tanh, khó ăn. Nhưng khi ăn thì nó không hoàn toàn như vậy, nó không như vậy, nó không như vậy. Nó hoàn toàn không như vậy. Ngậm mồm đó mà. Không mà gì. Đấm, làm mắm tôm thì chắc chắn là phải ăn được mắm mực. Chắc chắn là ăn được mắm mực. Chắc chắn là ăn được. Tại vì mình nghĩ là nó sẽ mùi nó gây cơ. Nhưng mà mấy làm xíu đó. Mình thấy mắm tôm là nhiều mùi hơn mắm mực á. Không như ăn mắm mực là hợp mà. Có mực chấm mắm tôm hộp, à chấm lòng hộp. Chị Minh ghép cho tấn con mực, cho tấn con mực. Thêm anh đó, con rồi, nhá. Đó. Mời tất cả anh em nhá. À. Anh Tuấn ngập mồm nha bạn. Sau đấy sau đây sẽ là một lại là đây chỉ là miếng chả đấy, chả ngon. Không, làm xíu điếu rất đỉnh luôn. Không, nãy giờ chưa có cái gì để chê cả. Đúng không? Muốn tìm chỗ chê nhưng mà chưa có gì để chê cả. Đây, tiếp theo là một trong những món mà món phổ biến. Xem là nó có, anh ăn thử miếng gan thì em xem nó khác gì so với bên ngoài nhá. Em thái miếng to thì ngập mồm. Cái miếng đậu kia á, trong mềm, ngoài giòn luôn. Đây. Miếng gan này xem là có đáp ứng được nhu cầu với các thực khách khó tính nhất không? Đầu tiên là chị gái nhá. Mình là biết rồi. Mà anh em nhá, thật sự là mình là một fan của Long ấy. Hồi nãy đang ngủ. Đó là để mấy anh em quay thôi. Nhưng mà nghe là đi ăn Long và Long Chát thôi, là đi với. Em hồi trước em không ăn được gan đâu. Tại vì em nghĩ nó sẽ bị ăn ở nhà nó bị cứng và nó khá là hôi. Đúng rồi. Chưa ăn đâu anh nhìn anh biết là mềm mịn thơm. Ăn nó bùi. Mềm. Cực mềm không? Mềm mịn. Không, cái này thực ra thì quá mềm. Anh em nghe tả thì có thể là nghe nó không thuyết phục lắm nhưng anh em phải ăn. Không, những người đã biết đấy, chuyển đi luôn. Anh ăn thử là miếng gan đi. Miếng gan này ăn không khác gì gan chó luôn. Như thế này. Đây, ăn thử xem mà có đúng không? Miếng gan mình nó cứng là cầm lên nó đơ, còn cái này mình vẫy. Mịn nha, nó mịn. Mình vẫy là nó lắc. Vẫy là nó lắc. Đây là phải có bí quyết để luộc này. Thực ra thì gan này đầu tiên là nó phải khâu chọn. Mình chọn được lá gan ngon. Sau đấy về là kỹ thuật luộc nữa. Kỹ thuật luộc đây anh em nhìn nhá. Lý do vì sao mà các đồ anh em đi ăn ở ngoài ấy thì ăn có thể là ngon nhưng mà màu nó xấu. Đây anh em nhìn đây này.
Đấy, mình chỉ cần để nó ở ngoài một tí thôi. Nhìn nó đã rất là thơm rồi. Còn ở như nhà em luộc xong nhá, thì em sẽ xả nguội bằng nước mát. Đây nhà mình. Sau đấy thấm khô, hút chân không. Khi nào đến giờ khách ăn, bỏ ra thái. Làm nó mới giữ được cái chất lượng ngon nhất. Mình mới luộc thì ra ngon như thế này. Nhưng mà để chứ lâu ăn có gì à? Xe điếu rất nhiều lần rồi đó. Vẫn ngon. Nhưng mà thật sự là chưa bao giờ ngon bằng lần này cả. Đỉnh. Không, không, nhà quán có thế có nhiều món đỉnh đấy thôi à. Thực ra ấy, nó có một cái như thế này, lòng xe điếu ấy thì nó cũng tùy từng bộ nữa. Đấy, tùy từng bộ, tùy từng chất lòng. Nên là riêng cái bộ lòng xe điếu này không ông nào nói hay được. Nên ông nào nhập được bộ ngon thì ông nói hay. Ông nào nhập được lòng xe máy, xe đạp ấy thì là ông lại không nói hay được. Đấy nên là Duy ơi, cho anh cái lòng thường đây cái, cho anh lòng cái sợi lòng thường đâu nhỉ? Ôi, nhìn mọi người hấp dẫn quá này. Đấy, anh ăn thử cái miếng tràng nhá. Miếng tràng này ăn nó không bị cứng. Ăn nó không bị cứng. Ăn nó mực đấy. Giòn nghe ta. Nhưng giòn tan luôn. Cái gì cần giòn thì sẽ giòn, cái gì cần mềm thì sẽ mềm. Đấy, như rồi gan thì rất là mềm. Gan nó không cứng. Đây đây. Cứng ngoài. Rồi trang xíu nước mắm vô lên nha chị. Ối giời luôn. Rồi. À xong chuẩn bị thêm cho chị miếng đậu nữa. Đấy gọi là tí đậu, đậu tí đậu, đậu tí bún đậu. Chị ăn cái ăn hết miếng đấy đã, xong bắt đầu làm miếng đậu. Đi bà. Mời cả nhà á. Ui giời ôi. Cứ làm xíu điếu á, giòn tan rồi. Đại thế cũng gấp rút chứ không à, anh em ăn hết á. Đúng rồi. Lòng là nhiều anh em bảo lòng đúng lạnh. May quá lúc nãy anh em đến đúng lúc nhập đúng lòng rồi. Luôn. Đúng rồi. Làm quá đỉnh luôn. Không có nhân nha. Anh em bên này hên cái là tới vừa có làm tới luôn. Đây đây đây. Đây là, đây là lòng xe đạp nhá mọi người. Lúc nào không có xe điếu thì là sẽ có xe đạp. Nhưng mà xe đạp này thì ăn nó sẽ khá là dai nhá. Đấy tại vì bọn em thì bọn em ít lấy đầu lòng. Tại vì anh em làm mà chuyên lòng thì anh em sẽ biết là cái đầu lòng nó rất là dễ bị đắng, rất dễ bị ung. Đúng rồi. Đấy nên là bọn em rất là ít lấy. Bác nào ấy mà thích ăn cái lòng dai này thì ăn lòng xe điếu thì chắc chắn là sẽ là thích. Ăn quán lòng đắng thì không không có lấy lòng đắng. Quá ngon. Đây. Khoan, ăn nóng liền rồi nó phải làm liền nóng mới ngon nè. Đấy chấm cái nước cho quán nó đã rồi tính nha. Đấy. Làm thường. Ngon đã ba. Lòng thường này dạ. Nói chung là cũng phải ăn thường thì mới phân biệt được. Đúng rồi. Phân biệt được ông này nó ngon như nào. Đúng rồi. Chia sẻ cho thế là chị là ăn làm xe điếu rất nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay là chị Minh là khen á. Thì đấy là lý do vì sao mà ở bên em bán giá cao nhưng khách sẵn sàng bỏ tiền ra để mua. Tại vì nó được cam kết về chất lượng. Wow. Đơn giản thôi, lòng này là lòng đi máy bay nhá. Bay cả Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí là đấy như là em kể với anh ấy, khách ở Hải Phòng đặt taxi 1,5 triệu để mang lòng về kịp giờ khách ăn. Quá ngon luôn. Cái này chiên ở ngoài nó giòn. Đơn giản. Nó mềm đó. Đúng rồi, đơn giản như cái món này, vẫn đỉnh nha. Ừ. Ngoài giòn. Lòng giá chỉ làm miếng lòng giá đi. Miếng này. Cái này ở bên em nhưng mà chấm tí. Ừ. Ở ngoài nó giòn mà ở trong nó mềm. Và anh em để ý nhá, ăn cái sụn này thì em làm bằng sụn họng chứ em không làm bằng sườn sụn. Sườn sụn thì ăn nó sẽ khá là cứng. Còn ăn vào sụn họng này thì ăn nó vẫn có độ giòn nhưng mà nó lại không bị cứng. Chắc là thế phải cho anh xem quả bát cháo ra sườn của em nữa. Đây bát cháo đây, chuẩn bị bát cháo. Nhường bát cháo đó, cho nó có vị. Đây xong rồi thêm bát cháo đây anh em, làm tí cháo thêm tí rồi tí lòng đây. Anh tiếp tục làm xe điếu đi. Có ai đặt ở Bình Định đặt làm không à? Tụi anh chiều nay nó lên máy bay anh đem diện ship giùm luôn cho. À đấy để em từ từ để em tí em livestream cái. Ăn lòng á, như chị là chị rất ăn lòng luôn. Đấy. À. Không hề là ăn cái lòng này ăn đâu, tại vì nó sẽ bị ngấy. Nhưng mà thật sự là không hề ngấy là cực kỳ ngon luôn. Chị là ăn nhiều dầu mỡ là sao bị khó tiêu. Nói chung là cái chiên này ấy cái thì này kỹ thuật phải cao. Ngon luôn. Tại vì là nếu mà chúng ta không biết chiên thì nó sẽ bị ngấm dầu mỡ, ăn nó rất là ngấy. Đấy, đấy. Ăn rất là ngấy. Đúng rồi. Không, hôm nay quá chất lượng á. Ngọt các bạn làm xe điếu với tổng hợp làm dồi đây. Nhưng mà ăn kiểu ăn vụng này ngon đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chị rất là dễ ăn. Qua thành rất là dễ ăn. Ngon mới ăn. Luôn. Dạ vâng. Thế chị bảo là dễ ăn nhưng mà là ngon mới ăn. Cái gì ăn nhưng mà ngon mới ăn. Cái công nhận cái lòng của thế mấy cái món của thế này. Kế được cái mắm mực hả không? Bắt cháo điện thoại đây. Xem cho xin cái chén nào. Đây cháo. Đây đây mấy cái bát con chứ ơi. Cháo này thì em dùng bằng cháo gạo xay. Vì cái cháo này là dùng bằng cháo bác là đã lớn từ những năm 90 rồi. Ăn cái này thì nó sẽ không có cái cảm giác gọi là nhai cộm cộm giống như cháo hạt. Nhưng mà ăn nó khá là sánh ngọt. Cháo nó đặc kìa. Đúng rồi. Đấy các ông cho anh tí yêu, tí tiêu, tí ớt nữa. Xong là thêm một tí nước chấm ốc vào luôn. À. Lấy cho anh em mua chứ ơi. À thế ơi.
Đấy, ăn cháo là ngày xưa ăn kiểu vớt vâng. Con vợ cả gần. Đấy. Lá trên nó ngủi ăn trước. Đấy, xong anh em cho thêm tí nước mắm vào, ăn nó sẽ đậm đà. Làm thêm, đấy, anh em làm này, bát cháo này. Đó, đó, đi bài đó, cắp keo vô. Đây, 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 đây. Đây chị ơi, chị làm thử miếng cháo chị. Đó, anh em. Chị giới thiệu là chị là người rất là dễ ăn. Nhưng mà ngon chị ăn. À. Ô, ô, ê, ê. Dạ. Em biết đây là ai hồi nãy giờ đang quay quay bây giờ. Em biết, em biết, em biết, em biết. Ờ chứ không vô này. Mời mọi người ra. Ờ mời lên nha. Nóng quá. Cái gà ngon nha. Gà ngon chưa? Wow, anh em quá. Ngon. Có giá quá. Nói chung bà em sẽ chỉnh chu từ những cái món. Rồi, cảm ơn tôi nha. Ngon chị Minh. Nói chung là như chị cũng quen ăn ở đây rồi. Đây, quay các anh em ở đây mà ăn cháo như thế nào. Tại vì mọi người đây mà nói là cháo đặc ở Hà Nội là mọi người không ăn được. Đúng rồi. Đấy, em đấy. Đấy, đúng rồi. Ăn cháo này nó thiếu, ăn cháo thiếu vậy ạ. Đấy, cháo là về có đâu, cháo lòng xe điếu. Đó, cháo lòng xe điếu mới đỉnh nha. Vũ bảo là cháo ngoài này không ăn được. Cháo lòng xe điếu. Hết bát rồi. Không biết được. Ăn cháo lòng xe điếu nha. Cháo lòng xe điếu. Cháo lòng xe điếu. Đó. Được, được, được. Nhưng mà đúng bát cháo cho miếng lòng vào nhai nhai ăn lòng với cháo nó cũng khác bọt nhỉ. Ăn nó giòn rộp 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 rộp. Ăn bụng em lên máy bay là khỏe rồi. Không, nhưng mà hôm nay ấy là có một điều rất là may mắn đối với em Thế với lại cửa hàng Lòng Trác, đó là anh em nhịn đói từ đêm hôm qua. Hôm nay là 10 rưỡi bắt đầu là mới ăn. Đấy, nên là khi mà chúng ta đói ấy, thì ăn món các thứ nó cũng ngon hơn. Đấy, như nên là anh em làm mà xác định đi ăn Lòng Trác thì đừng mang cái bụng lo nhá, đừng mang bụng lo thì thiệt thòi cho quán lắm. Đó, tưởng phải ngập cho chút giấm nha. Cái này mình xài à. Đây, cái nước này nó là nước quen gì đây à? Thấy nha. Dạ, cái nước này đây này, giới thiệu với anh em một tí nhá. Cái nước Trần Lòng này ấy, ở Lòng Trác là cũng sẽ dùng bằng nước linh xương. Ăn nó sẽ thanh ngọt, trong quá trình ăn thì mình có thể ăn cái với bún. Chứ Lòng Trác là không dùng nước luộc lòng, tại vì nước luộc lòng nó khá là hôi. Đấy, đấy là một lý do vì sao mà cửa hàng đắt. Thế bây giờ khi mà chúng ta dùng nước linh xương thì chúng ta sẽ tốn thêm tiền xương này, tốn thêm tiền ga này và tốn thêm người trông nó này. Đấy nên là đắt rẻ, nhiều lúc là khách hàng ăn thì khách hàng phải cảm nhận từ những cái nhỏ nhất, từ cọng rau, từ lọ giấm, từ món ăn. Nói chung là chúng ta như, tại vì khách càng kỹ thì người ta sẽ càng để ý những cái chi tiết nhỏ. Thì bọn em sẽ chỉnh chu từ những cái nhỏ nhất. Nhưng mà không biết nước luộc em là em không ăn cháo đặc được. Nhưng không biết nước này ok. Thế là cháo đặc thì theo kiểu là cho cháo đặc không thêm tí nước dùng và thành cháo loãng. Của em đó lắm. Nghe nghe nè. Đúng rồi. Kiểu cháo thấy là anh kiểu em. Đúng rồi, ở Bắc thì người ta sẽ nấu cháo đặc chứ không nấu cháo loãng. Nghe nè, em là anh một cái muỗng này. Này là xong rồi. À, giống như ở đánh tiết canh là mua tỷ lệ 1:1.5 đấy à. Đấy, 1 muôi cháo kèm thêm là 1 muôi nước. À, 20 nước, à tỷ lệ 1:2. Em đây ăn cháo ăn. Đúng rồi, em biết mà. Dạ. Anh thì anh sẽ thì đấy, anh em mình bắt, anh em bắt thì sẽ quen ăn cháo này, đúng rồi. Cái này. Đúng rồi. Cháo lòng. Cái nước cháo đây phải nước ăn nước luộc lòng. À, nước luộc lòng nó mấy con màu đen. Nước luộc rồi. Không, sau đấy mình sẽ cho thêm tiết cám vào. Cho tiết cám vào nó sẽ ra màu cháo như này. Anh em thấy không? Anh em Bình Định ăn cháo lòng xịn sò không? Cháo lòng bỏ lòng xì điếu vô. Anh em ăn là hơi là sang chảnh. Bắt cháo đấy mà ăn được ngoài Hà Nội là chết tiệt. Đấy, nhưng mà hỏi mọi người một xíu nhá. Trong trường hợp mà mọi người ăn một lạng lòng xe điếu với lại một cân rồi. Hết rồi nha. Một lạng lòng xe điếu với một cân rồi thì mọi người sẽ chọn ăn loại nào? Chọn cái hai. Loại nào mà chọn một trong hai? Làm gì có nghĩa là bây giờ như này nhá. Đấy, một phần rồi, có nghĩa là cho mọi người hai cách chọn. Rồi. Cho mọi người hai câu hỏi nhá. Rồi. Đây là một cân rồi này. Rồi. Và một lạng lòng xe điếu. Rồi. Để được chọn thì mọi người sẽ chọn ăn ngang giá tiền không? Ngang giá tiền. Thì một lạng xe điếu là 300, một cân rồi là 300. Trời ơi. Nhưng mà nghĩ là bên này là cái này. Cái này em thích cái này. Vô mình ăn một cái vô cũng hết. Nhưng mà qua là nhiều người không. Trời ơi, nhà mình hai người là chọn hai. Đấy, thứ hai nhá. Thứ hai là để ăn một đĩa lòng luộc thập cẩm 6 lạng là 300 nghìn. Với lại một lạng lòng xe điếu thì mọi người sẽ chọn cái nào? 6 lạng. Quan trọng là nhiều người. 6 lạng. Quan trọng đây bao nhiêu người nữa? Anh chọn nào? Như ví dụ hôm nay mà anh ăn nhiều món rồi thì anh sẽ chọn xe điếu. Thì đấy, nên là
ăn uống ngon hay là như thế nào đấy là do cái cách ăn, cái nhu cầu của mỗi người. Giả sử như mình có 5 người thì mình ăn một cân rồi, tại vì mỗi người còn được vài miếng. Còn nếu trong trường hợp mà mình muốn ăn thưởng thức thì mình có thể ăn một lạng lòng xe điếu. Đấy nên là ăn uống nhiều lúc là ngon dở nó còn tùy thuộc vào khẩu vị. Mà đắt hay rẻ nó còn tùy thuộc vào quan điểm chi tiêu cũng như là thu nhập của mỗi người nữa. Anh Thế coi mà chiều nay mua lại cái da mới đó nha. Ê, nhưng mà anh Thế là sao ạ? À, ok. Có ấy. Nãy anh ăn bún cho anh mực tụi em chưa? Ăn rồi, vừa lấy 5 miếng đây. Nhưng mà đúng là thật sự là cái mắm mực này ăn ăn với lòng rất hợp luôn. Nó là đúng bài. Nó đúng bài luôn đấy. Đúng bài. Đúng bài luôn, có cái bài. Không có nói nhiều nữa. Anh Tuấn làm phát đi. Anh Tuấn làm lòng dòi không? Đúng không? Đấy, tại vì cái nước chấm này ấy thì nó sẽ dăm tỏi. Không, cái ốc này là hôm nay em đánh hai bộ. Nhưng mà nhường cho anh em mắm mực một bộ. Dạ. Nhưng mà bát này nó hơi loãng. Em nói nè. Cái vị chua nó là phải có vị chua ra. Giấm mà. Đây là vị giấm. Giấm. Chua nhiều, nhưng em là thấy nó chua nhiều. Đúng rồi. Thực ra nó có một cái như này nhá. Nó có một cái như này này, ăn lòng hai trường phái. Như trường phái của gọi là các bác các chú thì là ăn theo hướng là nước mắm nguyên chất, nước mắm mặn kèm theo hành tím. Còn như ở cửa hàng bên em thì có hai phân khúc khách, đó là phân khách các chú các bác và phân khúc trẻ. Thế giả sử chị chẳng hạn thì là mình sẽ ăn cái nước mắm nó pha rồi nó theo cái hướng nhẹ nhàng chua chua ngọt ngọt, nó dễ ăn, thả đấm vào và kèm theo một ít hầm nữa đấy. Đúng để rồi. Ăn như vậy đấy, nó không bị đậm, nó không bị đậm đấy, nên là ăn uống nó nhiều trường phái. Thì bọn em thì sẽ có hai ở đây thì sẽ có nước mắm pha này, nước mắm nguyên chất và mắm tô. Các hàng muốn ăn như nào thì đều có, đều có hết. Thế rồi. No, ăn tốt rồi đấy anh em. Thế mà hỏi thật là hôm nay anh em ngon không? Ngon quá ngon. Không, nhưng mà hôm nay là có một cái anh em mình ăn theo cái hướng ăn kiểu này nó cũng ngon hơn đấy. Dạ. Và kèm theo là mọi người cũng đang đói nữa. Đúng rồi. Nhưng mà đúng thật sự là ăn vụng ngon nhỉ? Đúng rồi, xuống bếp. Ngày xưa ấy thì em thấy là ăn vụng là ngon nhất. Đúng rồi. Nhưng mà về sau ấy thì lại thấy là ăn trực thì lại ngon hơn. Đấy, sau đấy là ăn xin lại ngon hơn nữa. Nên là nó có rất là nhiều cách ăn. Đấy, nên là rất là cảm ơn mọi người nhá. Nhưng mà cái mắm mực này khả năng là thời gian tới là sẽ nghiên cứu để cho cái mắm mực đấy. Ok. Tại vì cái mắm mực này công nhận là ăn với lòng nó rất là hợp. Coi như cứ gọi. Ai mà ăn được mắm tôm thì ăn cái mắm mực này tuyệt luôn. Dạ đúng rồi. Chấm cả thịt luộc các thứ. Như ăn như hôm trước ăn ở trên ăn thịt dê nhá, thì chấm với cái này nó không hợp. Nhưng mà ăn lòng chấm lại thì hợp. Đại đa số những cái ví dụ biết đâu sau cái ngày hôm nay thì em có khách đến quán nhà yêu cầu em bằng đúng rồi khả năng có đấy. Mà thấy thề luôn kêu là hợp. Hợp với lòng lắm luôn. Nhưng mà đang ăn mắm mực xong mới qua ăn mắm này nó bị nhạt ấy. Nó bị lệch vị đúng không? Wow, hôm nay mấy anh em mình được xuống quán đang ăn mắm đây xong rồi ăn mắm mực thì ok, còn ăn mắm mực xong rồi chấm ngược lại thì cũng sẽ ăn nhiều nhưng đúng rồi, cái này nó đang hơi đậm, nó ăn theo hướng đậm. Nhưng mà ăn lòng xe điếu với mắm mực cũng hợp thật. Phê, quá phê được. Đó chưa? Làm miếng nữa rồi dọn. Hôm nay là phát hiện bất ngờ, phát hiện bất ngờ cái này đấy. Một miếng nữa rồi dọn. Rồi xuống đây. Sao bỏ tới khay này để bảo quản nhanh để khách ăn giữ chất lượng tốt nhất. Đấy, hôm nay mọi người xe điếu làm thêm mét nữa không? Còn mấy cục à. Còn đây còn nhiều. Còn mấy cục à. Vậy ăn hết luôn bỏ không? Đừng có làm với cả là cái món lòng này bản chất là chúng ta cũng không nên ăn nhiều. Lâu lâu ăn một lần. 15-20 ngày hay một tháng. Ăn một lần. Dạ. Ăn nhiều thì nó cũng không tốt cho sức khỏe. Ngon. Thế bản chất món lòng cũng đây thử làm bánh đậu chấm với mắm mực cho nào. Hợp luôn à. Không hợp đâu. Chắc chắn luôn. Nhưng mà từ ngày hôm nay là em có thêm khách hàng mới rồi đấy nha. Là gia đình chị. Xác bên luôn. Em có một cái là em cũng thay đổi cái khẩu vị của nhiều người ấy. Giống như là nhiều khách hàng không ăn được lòng. Tại vì người ta đã từng ăn là thấy cái lòng thứ nhất nó rất là dai, thứ hai nó đắng, thứ ba nó hôi, thứ tư nó mùi. Đấy, nhưng mà khi đến ăn lòng ở đây thì nó cũng rất là dễ ăn. Đấy, sau này, nhưng mà anh em ơi. Cái đậu chậm. Đậu, ui dồi ôi này. Đậu chấm. Không, đậu chiên ngoài đậu chiên ở ngoài giòn ở trong mềm rất là ngon. Đậu này là đậu mơ. Thằng bếp vàng đẳng cấp á. Nhưng mà đậu đẳng cấp không? Đẳng cấp. Đấy, có nghĩa là bọn em sẽ chỉn chu từ những cái nhỏ nhất. Đúng rồi. Từ như gan, đậu ở trong mềm. Ngoài giòn trong mềm á. Mình em ơi, giống như đậu hũ non luôn à. Kiểu đậu hũ non nó mềm giống như. Trong kia đậu cũng kiểu ngon trong ngoài. Đậu rồi, đậu mềm á. Nói chung là đậu là đều đấy. Nói chung là chỉ nói một câu ngắn gọn là tất cả các đồ vào lòng chát nó đều phải đạt chất lượng tốt.
nó mới được vào. Món này ngon. Không chỉ riêng lòng quán chặt mà từ đồ khô, đồ rau củ quả các thứ. Đây như mọi người đây, nhìn quay đủ đồ này. Đấy, đồ này em phải dùng là ngăn ngăn kính. Đấy để mình có thể dễ dàng quan sát. Đấy và nhân sự đã phải xếp gọn gàng đầy đủ. Chứ không thể là làm vớ vẩn được. Đơn giản các bạn phải biết là bình thường một quán ăn đây là người ta rất chi là tốn kỵ cho khách. Đúng rồi, vô bếp. Đúng rồi, chính xác. Riêng lòng chát là tự tin nhá. Anh em trên bếp và rất tự tin. Ăn và thưởng thức luôn. Đây đây đây, cửa thì luôn mở nhá. Anh em đi qua xem thoải mái. Tại vì quần áo chu đầu tóc mũ máu đầy đủ hết. Chào khách. Thôi bây giờ cũng sắp tới giờ mấy anh em mình ra sân bay rồi, bây giờ anh em mình chắc di chuyển ra sân bay rồi anh em mình lấy vé rồi bay về Bình Định nha anh em.